Gần đây, trên trang mạng Dân Làm Báo có bài viết của Trần Quốc Việt nhà báo là Thuốc giải độc độc tài, ông đã mượn lời hai nhà báo là Maria Reiser ở Philippines và nhà báo Dmitry Muratov ở Nga. Chúng tôi là Thuốc giải độc độc tài, nhằm mục đích xuyên tạc sự thật về vai trò của nhà báo và báo chí nước ta trong giai đoạn hiện nay. Trần Quốc Việt, dịch nhân sự kiện cựu nhà báo Phạm Đoan Trang bị kết án bất công và nặng nề. Chúng tôi trích dịch lời phát biểu của hai nhà báo trong lễ trao giải Nobel Hòa Bình năm 2021 dành cho họ vào ngày 10 tháng 12 vừa qua. Ông đã trích những lời lẽ không mấy văn minh, giọng điệu của những nhà báo tha hóa, phản động. Dưới góc nhìn phiến diện, Trần Quốc Việt khẳng định sai sự thật, tát nước theo mưa nên ông đã ấn định nhà báo là thuốc giải độc độc tài. Gần đây, từ câu chuyện của một số nhà báo lợi dụng công việc của mình để làm bừa, tư tưởng chính trị không vững vàng, làm ảnh hưởng không ít đến người cầm bút chân chính, đều bị xử lý theo pháp luật. Luật báo chí được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 8, kỳ họp thứ 6 thông qua năm 1989 và được sửa đổi, bổ sung nhiều lần. Cho đến nay là luật báo chí năm 2016. Theo đó, báo chí Việt Nam là phương tiện thông tin thiết yếu đối với đời sống xã hội, là cơ quan ngôn luận của cơ quan đảng, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội, là diễn đàn của nhân dân. Báo chí có nhiệm vụ, quyền hạn như thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân, tuyên truyền, phổ biến, góp phần xây dựng và bảo vệ đường lối, chủ trương của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, theo tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu văn hóa lành mạnh của nhân dân, bảo vệ và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Báo chí phản ánh và hướng dẫn dư luận xã hội, làm diễn đàn thực hiện quyền tự do ngôn luận của nhân dân, góp phần giữ gìn sự trong sáng và phát triển tiếng Việt, tiếng của các dân tộc thiểu số Việt Nam, đồng thời mở rộng sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước và các dân tộc. Vì vậy, tiếng nói, bài viết của nhà báo vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến rất nhiều người nên đòi hỏi nhà báo phải rèn để có những phẩm chất tốt đẹp. Trước hết, đối với công việc làm báo, người trong nghề cần phải có đạo đức nghề nghiệp để tạo được lòng tin đối với độc giả. Những người làm báo cần có sự nhiệt huyết và luôn thích tìm tòi và kiên trì trong mọi việc, rèn luyện phẩm chất chính trị vững vàng và rất nhiều phẩm chất tốt đẹp khác. Vì vậy, người làm báo cần có tư tưởng trong sáng và không đánh giá vấn đề phiến diện. Nhà báo cần có cái nhìn khách quan, sáng tỏ và nhận định vấn đề một cách rõ ràng, viết trung thực và không sử dụng lời văn mang tính bạo động gây ảnh hưởng tới tình hình chính trị của đất nước. Hiện nay, báo chí ngày càng đổi mới và tiến bộ rõ rệt trong sự hội nhập ra thế giới. Từ đó, báo chí nước nhà có thể quảng bá, giới thiệu về đất nước, văn hóa, con người Việt Nam đến các bạn bè Nam Châu để các nước trên thế giới hiểu rõ về đất nước mình hơn. Bởi vậy nên nhà báo, báo chí có vai trò vô cùng quan trọng trong tình hình chính trị xã hội và trong việc nâng cao văn hóa giữa con người với con người.